Giả sử rằng mình có một biến ngẫu nhiên x bằng với số lượng chó mà mình nhìn thấy trong một ngày và biến ngẫu nhiên y bằng số mèo mà mình thấy trong một ngày. Giả sử mình cũng biết giá trị trung bình của mỗi biến ngẫu nhiên này, giá trị kỳ vọng. Vậy giá trị kỳ vọng của x mình cũng có thể biểu thị là giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên x. Giả sử mình mong đợi nhìn thấy ba con chó mỗi ngày. Và tương tự đối với những con mèo, giá trị kỳ vọng của y bằng, mình cũng có thể biểu thị giá trị trung bình của y sẽ bằng, và đây là giả sử mong đợi để thấy bốn con mèo một ngày. Và chúng ta xác định khá nhiều cách. Bạn lấy giá trị trung bình của một biến ngẫu nhiên hoặc giá trị kỳ vọng cho một biến ngẫu nhiên. Điều chúng ta sẽ nghĩ đến bây giờ là giá trị kỳ vọng của x cộng với y, hoặc cách nói khác đó là giá trị trung bình của tổng của hai biến ngẫu nhiên này. Hóa ra là vậy, và mình chưa chứng minh điều đó, rằng giá trị trung bình của tổng các biến ngẫu nhiên bằng tổng của các giá trị trung bình. Vì vậy điều này sẽ bằng giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên x cộng với giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên y. Và trong trường hợp cụ thể này, nếu mình nói số lượng chó và mèo dự kiến mà mình sẽ thấy trong một ngày nhất định, mình sẽ cộng hai giá trị trung bình này, nó sẽ là 3 cộng 4 sẽ bằng 7. Vì vậy trong trường hợp cụ thể này, nó sẽ bằng 3 cộng 4 là bằng 7. Và tương tự nếu mình hỏi bạn hiệu của, nếu mình nói có bao nhiêu con mèo nhiều hơn trong một ngày nhất định mà mình mong đợi sẽ thấy hơn con chó, thì giá trị kỳ vọng là y trừ x nó sẽ là gì? Bằng trực giác bạn có thể nói nếu chúng ta có thể cộng ngẫu nhiên, cái giá trị kỳ vọng của tổng là tổng của cái giá trị kỳ vọng, thì giá trị kỳ vọng hoặc giá trị trung bình của hiệu sẽ là hiệu của các giá trị trung bình, và điều đó hoàn toàn đúng. Vì vậy điều này tương tự với giá trị trung bình của y trừ x bằng giá trị trung bình của y bằng giá trị trung bình của y trừ giá trị trung bình của x. Và trong trường hợp cụ thể này, nó sẽ bằng 4 trừ 3 trừ 3 bằng 1. Vì vậy, một cách khác để suy nghĩ về điều này một cách trực quan là mình sẽ mong đợi được thấy một con mèo hơn con chó trong một ngày nhất định. Ví dụ mà mình vừa sử dụng là các biến ngẫu nhiên rời rạc, và một ngày nhất định mình sẽ không thấy 2,2 con chó hoặc bi con chó. Bản thân giá trị kỳ vọng không nhất thiết phải là một con số nguyên, vì tất nhiên bạn có thể lấy giá trị trung bình trong nhiều ngày. Nhưng cùng một ý tưởng này, giá trị trung bình của một tổng cũng tương tự như tổng của các giá trị trung bình, và giá trị trung bình của hiệu của các biến ngẫu nhiên tương tự như hiệu của các giá trị trung bình. Trong video sắp tới mình sẽ chứng minh điều này.